Một bàn thắng đã khiến sân Etihad dâng trào cảm xúc. Quả đá phạt lệch trái có vẻ như sẽ hợp với cái chân phải của Alvarez hơn. Thế nhưng cuối cùng người chạy đến dứt điểm lại là Phil Foden. Cú sút làm bất ngờ tất cả và trở thành bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Cuối cùng thì trước khi nghỉ giải lao, những cổ động viên của Man City cũng được tọa nguyện khi chứng kiến đội bóng con cưng một lần nữa vượt lên. Thủ thành Robin Olsen trong ngày hiếm hoi bắt chính thay Martinez, không biết làm cách nào ngoài việc chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Phil Foden chạy đi ăn mừng trong những tiếng hô như sấm dậy, để rồi lấy đó làm động lực cho cú hat-trick đáng nhớ của mình. Để Aston Villa cầm hòa cho đến những phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, Man City trên sân lúc đó không có cả bộ đôi Erling Haaland và Kevin De Bruyne. Cường độ cay ải 3 trận trong vòng 7 ngày, trong đó có một trận làm khách khó khăn tại Champions League trước Real Madrid vào ngày 10 tháng 4 là lý do để Pep thực hiện những sự xoay tua đội hình. Cả Haaland và Kevin đều ngồi trên băng ghế dự bị cả trận đấu và chiến lược gia người Tây Ban Nha trông chờ vào những nhân tố khác đang hiện diện trên sân. Chính bàn thắng của Foden đã mở ra một ngày thi đấu tỏa sáng rực rỡ cho bản thân cầu thủ này và sang hiệp 2, anh hoàn tất cho mình cú hat-trick thần thánh bằng hai tình huống cực kỳ đẳng cấp khác. Một cú sút một chạm sau khi nhận đường truyền từ Rodri, rồi sau đó là cú nã đại bác bằng chân thuận và đúng góc chữ A không thành. Thậm chí ở bàn thắng thứ 3, chính cầu thủ mang áo số 47 là người đã thực hiện pressing, cướp bóng từ chân của Callum Chambers và tung cú sút trái phá ấn định chiến thắng chung cuộc. Màn thể hiện xứng đáng được chấm điểm 10 của tiền vệ người Anh trong một ngày mà City cuối cùng đã tỏ rõ bản lĩnh để giữ 3 điểm ở lại Etihad. Đó cũng là minh chứng cho một triết lý đang được Pep xây dựng rất thành công ở mùa giải năm nay. Ở Man City, ai cũng có thể là ngôi sao. Mùa giải năm ngoái, đội bóng thành Manchester đã lên ngôi vô địch ở cả 3 đấu trường là Champions League, Premier League và FA Cup dưới nguồn cảm hứng mang tên Erling Haaland. 52 bàn thắng của tiền đạo người Na Uy cộng với phong độ trên cả tuyệt vời mà Kevin De Bruyne thể hiện. Bộ đôi này tạo thành cặp bài trùng san phẳng cả bóng đá lục địa già. Tất nhiên, vai trò của những cầu thủ khác như là Phil Foden trong tập thể đó cũng là vô cùng đáng kể. Song phải thừa nhận rằng họ không được ánh hào quang chiếu vào nhiều như De Bruyne hay Erling Haaland. Thế nhưng ở mùa giải năm nay, cả hai cái tên kể trên đều đã phần nào bị giảm sức ảnh hưởng. Với De Bruyne, chấn thương nghiêm trọng ngay trong trận mở màn ngoại hạng Anh đã khiến tiền vệ người Bỉ ngồi ngoài trong cả lượt đi và chỉ mới trở lại từ đầu năm 2024. Còn Haaland, tuy tiền đạo mang áo số 9 vẫn đảm bảo được đầu ra bàn thắng với 18 pha lập công tính riêng ở Premier League, nhưng lối chơi của anh phần nào đã bị bắt bài so với mùa giải trước. Không ít lần sát thủ người Na Uy hóa thành người vô hình trong những trận cầu lớn, điển hình là hai lượt trận với Arsenal nơi Man City đều không thể giành chiến thắng. Và khi công thức chiến thắng phải có những sự thay đổi, Pep đã làm điều này rất tốt với những quân bài khác mà ông có trong tay. Hàng tiền vệ của The Citizen chật chội những cái tên đa năng có thể trở thành bệ phóng cứu rỗi đội bóng khi cần thiết. Trong đó nổi bật lên vai trò của một người có thâm niên thi đấu lâu bậc nhất tại Etihad. Foden đã có quãng thời gian là 7 mùa giải gắn bó với đội 1 Man City, đi một hành trình từ cầu thủ trẻ đến vị trí vững chắc trong đội. Cầu thủ này còn được đánh giá cực kỳ cao bởi các fan của nửa xanh thành Man bởi anh chính là một người hâm mộ từ nhỏ của Man City. Bởi thế cho nên, cầu thủ mang áo số 47 được hy vọng sẽ sớm trở thành một thủ lĩnh trong tương lai gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Man City vẫn thường bị các đội bóng khác dè bỉu khi họ chi quá nhiều tiền để mua thành công kể từ khi đổi đời dưới tay các ông chủ Ả Rập. Đội hình đầy rẫy những siêu sao đắt giá khiến lò đào tạo trẻ của đội bóng không được đánh giá quá cao và sự xuất hiện của một cầu thủ như Foden sẽ là lời đáp trả đanh thép nhất cho những chỉ trích này. Ở mùa giải năm nay, với sự vắng mặt đầu mùa giải của De Bruyne, Foden được Pep sử dụng ở một vị trí tiền vệ kiến thiết giống với vai trò của người đàn anh số 17 đã đảm nhiệm trong nhiều năm. Thực chất, với tiền vệ sinh năm 2000, khả năng của anh có thể được tận dụng ở bất kỳ vị trí nào từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công cho đến tiền đạo hai cánh. Và ở một mùa bóng mà City đã phần nào sống ít dựa trên hơi thở của Haaland và De Bruyne hơn, Foden đã cho thấy được anh chính là một trong những cầu thủ tỏa sáng rực rỡ nhất. Cho đến hiện tại, cầu thủ 23 tuổi đã có cho mình 14 bàn thắng sau 30 lần ra sân ở Premier League mùa này. Tính chung ở tất cả các đấu trường, con số này là 21, số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải mà anh ghi được cho Manchester City tính từ đầu sự nghiệp cho đến nay. Đáng chú ý, tính riêng ở đấu trường ngoại hạng Anh, Foden có số bàn thắng tăng dần đều qua từng mùa giải. Nếu như mùa 2018-19 anh ghi được một bàn thắng cả mùa, thì trải qua các năm sau đó, số bàn thắng đều đặn nhiều lên. Đến hiện tại, sau cú hat-trick ở trận đấu đêm qua đã là con số 49. 3 bàn thắng trước Aston Villa cũng đã giúp Foden vươn lên dẫn đầu danh sách những cầu thủ lập hat-trick ở mùa giải năm nay với 2 lần có được thành tích kể trên, sau khi có được thành tích này vào lưới của Brentford chỉ 2 tháng trước đó.
Foden là cầu thủ người Anh duy nhất đóng góp vào trên 30 bàn thắng mà không thực hiện bất cứ quả penalty nào. Ở tuổi 23, anh có trong tay 3 hat-trick tại giải đấu số 1 nước Anh, chỉ kém Robbie Fowler 7, Michael Owen 7, Harry Kane 6 và Erling Haaland 5. Ngược dòng về quá khứ, bạn có nhớ cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của chàng trai này ở Premier League là vào lưới của đội bóng nào không? Phải rồi, đó là một Foden chơi cực kỳ thăng hoa trong trận derby Manchester, nơi mà City đã vùi dập United với tỷ số 6-3. Hôm đó, Foden sánh ngang với người đồng đội Erling Haaland khi cả hai bỏ túi mỗi người 3 bàn thắng, biến trận derby thành man đầu tiên của Erik ten Hag ở Man United trở thành một thảm họa. Số bàn thắng ngày càng được cải thiện, nhưng bộ kỹ năng truyền bóng và kiến tạo, thứ tối quan trọng với một tiền vệ, vẫn được cầu thủ người Anh duy trì và phát huy. Foden đã trở thành cầu thủ thứ 5 tại 5 giải vô địch quốc gia châu Âu mùa này, cán mốc 20 bàn cộng với 10 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đặc biệt hơn, 4 trên 5 người làm được điều này từ đầu mùa là người Anh. Ngoài Foden, còn có Harry Kane, Jude Bellingham và Ollie Watkins. Với Foden, không gì quý giá hơn những trận đấu anh được khoác màu áo xanh của Man City ra sân, bởi đó không chỉ là ước mơ từ bé của chàng trai này mà còn là câu lạc bộ được cả gia đình của anh yêu mến. Chỉ mới 9 tuổi, Phil đã là một thành viên của lò đào tạo trẻ Man City. Anh trải qua 8 năm ăn tập với các đội trẻ của The Citizens trước khi có cơ hội được Pep đôn lên đội 1. Mặc chiếc áo của một cầu thủ trẻ, số 47, Foden tỏa sáng và dần chiếm được lòng yêu mến của tất cả các fan hâm mộ. Nhiều người từng đặt ra câu hỏi rằng, vì sao anh vẫn mãi khoác lên mình chiếc áo có số lớn, vốn mặc định chỉ được dành cho những tài năng trẻ, mà không đổi sang một số áo nào khác nhỏ hơn dành cho cầu thủ đội 1. Có một câu chuyện đằng sau số áo 47 của Foden gây xúc động cho tất cả mọi người. Ông nội của tuyển thủ Anh, Ronnie, đã qua đời ở tuổi 47 và Foden chọn cách tưởng nhớ ông của mình bằng cách mặc áo mang số này kể từ khi anh gia nhập đội bóng. Sergio Aguero khi rời câu lạc bộ cuối mùa giải 2020-21 đã ngỏ ý trao lại chiếc áo số 10 cho Foden. Tuy nhiên, tiền vệ này đã từ chối lời đề nghị của Aguero sau khi cân nhắc. Cuối cùng, Jack Grealish đã lấy số 10 sau khi gia nhập Man Xanh, còn Foden vẫn khoác áo số 47 và tỏa sáng cho đến tận bây giờ. Đó chỉ là một mẩu chuyện cho thấy rằng đức tính chuyên nghiệp của một cầu thủ được cộng hưởng với sự trưởng thành trong suy nghĩ sẽ giúp anh ta vượt qua tất cả các trở ngại để vươn đến tầm đẳng cấp của một ngôi sao. Pep Guardiola không mong muốn gì hơn một cầu thủ vừa có đẳng cấp, sự cần cù, phẩm chất chiến đấu và tình yêu đội bóng cháy bỏng như là chàng trai người Anh quốc. Foden đang đi đúng trên con đường trở thành một thần tượng mới tại Etihad. Và nếu Man United trong quá khứ từng tự hào với những cầu thủ thủy chung với màu áo đỏ như Gary Neville, Paul Scholes hay Ryan Giggs, thì bây giờ nhìn vào nửa xanh đối địch và Phil Foden ngày một xuất sắc, họ ắt hẳn cũng phải cảm thấy ghen tị. Trong nhiều năm qua, thành tích của Manchester City đã khiến cho gã hàng xóm giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù như là Manchester United cũng phải kiêng nể, và Foden chính là một mảnh ghép quan trọng để làm nên điều đó. Trên hết, đóng góp của anh chàng người Anh rõ ràng xứng đáng với con số 225.000 bảng mà anh vừa được City tưởng thưởng vào mùa giải trước. Xa hơn nữa, khi Foden chân ướt chân ráo gia nhập đội một Man Xanh, mức lương của anh chỉ là 400 bảng một tuần, sau đó tăng lên 12.000 bảng, rồi gấp 5 lần lên thành 60.000 và duy trì cho đến mùa giải 21-22. Đó là cả một quá trình cố gắng đã giúp cho Foden vừa cải thiện được năng lực của bản thân, vừa có mức thu nhập tương xứng với những giá trị mà mình đem lại. Điều này thì rõ ràng City đang làm tốt hơn rất nhiều so với Man United, nơi vẫn được biết đến như quỹ lương phình to bậc nhất giải Ngoại hạng Anh. Những bản hợp đồng kếch xù như là Anthony hay Sancho hưởng mức lương 200-300.000 bảng một tuần, rốt cuộc chỉ càng làm cho họ mất động lực chiến đấu và dần trở thành các bom xịt không hơn không kém. Thái độ quý giá hơn trình độ, và Foden rõ ràng hơn hẳn hai người đồng nghiệp của đối thủ về cả hai thứ kể trên. Phong độ cao của Foden cộng với sự đi xuống phong độ của những Marcus Rashford hay Raheem Sterling gần như sẽ giúp anh có được một vị trí chính thức trong đội hình của đội tuyển Anh tại Euro sắp tới. Điểm mạnh của Foden là anh có thể chơi ở cả hai cánh bởi sở hữu kỹ năng truyền bóng và dứt điểm đều ở mức hoàn thiện. Gareth Southgate trước đây cực kỳ tin tưởng Sterling ở vị trí tiền đạo cánh trái, ngoài ra là Marcus Rashford ở cánh đối diện. Thế nhưng với việc cả hai đang trồi sụt về mặt thể hiện, hai suất để tạo thành tam tấu với Harry Kane trên hàng công tam sư khó lòng thoát khỏi tay của Foden và Bukayo Saka. Để nói về trường hợp của Foden trên tuyển Anh cũng cần một sự thừa nhận xứng đáng sau những giải đấu liên tiếp vừa qua được thử lửa ở vai trò kép phụ. Kể từ sau bê bối thác loạn cùng với Mason Greenwood hồi tháng 9 năm 2020 khiến cả hai phải rời khỏi đội tuyển, Phil Foden đã thể hiện tốt hơn rất nhiều khi được trao cơ hội. Từ đó chúng ta cũng không còn thấy anh chàng này xuất hiện với những scandal tai tiếng khác trên mặt báo. Tiền vệ của Man City tập trung vào chuyên môn cũng như gia đình nhỏ của mình,
đã tìm thấy chỗ đứng và có những màn trình diễn tốt lên từng ngày trong màu áo của câu lạc bộ. Giờ là lúc người hâm mộ Tam Sư muốn được nhìn thấy một Foden ở Euro sắp tới cũng thăng hoa đúng như cái cách mà anh đang thể hiện khi mà cánh cửa đá chính đang rộng mở với tiền vệ này. Đã no nê các danh hiệu cùng Man City ngay từ rất sớm, nhưng điều đó không có nghĩa là Foden mất đi ý chí chiến đấu. Anh vẫn đang tràn trề động lực cùng với đội bóng giữ vững vị thế của câu lạc bộ số 1 châu Âu hiện tại, cũng như xa hơn là cùng đội tuyển Anh giành được một danh hiệu lớn sau hơn nửa thế kỷ. Mùa giải năm nay, tiền vệ 23 tuổi xứng đáng được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất đội hình Man City cho đến hiện tại và là một trong những tiền vệ hay nhất Premier League. Chính sự khổ luyện đã cho Foden tất cả và Pep có thể tự hào khi rời đi rằng ông đã phát hiện và đem đến cho sân Etihad một thần tượng mới, người mang trong mình DNA màu xanh của thành Manchester. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé!